Một nhà ngoại giao cao cấp Bắc Hàn vừa đào thoát qua Nam Hàn hôm thứ Ba nói rằng sự bất ổn chính trị tại Mỹ và Nam Hàn có thể làm cho Kim Jong-un, lãnh tụ Bắc Hàn, nhanh chóng phát triển vũ khí nguyên tử bằng bất cứ giá nào cho tới cuối năm 2017. Ông Tae Jong-ho, từng là nhân vật số 2 tại tòa đại sứ Bắc Hàn London, nói tại một buổi họp tình báo ở Seoul rằng vì các thủ tục chính trị nội bộ, Bắc Hàn tính toán rằng Nam Hàn và Hoa Kỳ trên thực tế sẽ không thể ngăn cản Bình Nhưỡng phát triển nguyên tử. Ông Tae nói rằng lãnh tụ Kim Jong-un không có ý định bỏ chương trình nguyên tử ngay cả khi ông được viện trợ nhiều tiền. Ông cũng nói rằng lãnh tụ Bắc Hàn đang chạy đua để phát triển nguyên tử sau khi đã hoàn tất kế hoạch phát triển bằng mọi giá vào cuối năm 2017. Hồi tuần trước, Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ nói ông đang xem xét việc làm mạnh hơn và gia tăng khả năng nguyên tử của Hoa Kỳ sau khi gửi ra một thông điệp qua Twitter nói rằng Hoa Kỳ phải làm mạnh mẽ và gia tăng khả năng nguyên tử cho tới khi thế giới biết thế nào là nguyên tử. Phát biểu này của ông Trump xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin của Nga hứa rằng quốc gia của ông sẽ gia tăng khả năng nguyên tử để bảo đảm có thể bắn trúng bất cứ giàn phóng nào ở khắp thế giới. Ông Tha nói Bình Nhưỡng sẽ tìm mọi cách đối thoại với Seoul và Washington, đặc biệt là chính quyền mới, như là một quốc gia thủ đắc vũ khí nguyên tử. Giai phẩm xuân người Việt Đinh Dậu 2017, món quà của miền Nam yêu dấu.